Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Coffee Tea Việt Nam. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn biết về cái dòng máy xay cà phê rất là mới, model F64E bản 2022 của Fiorenzato. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chi tiết. Cái đầu tiên khi mà mình nhìn vào cái máy xay này ấy, thì cái màn hình rất là lớn, nó lớn gấp đôi cái màn hình cũ, và phần cảm ứng mình cảm giác cũng rất là nhạy hơn rất là nhiều so với màn hình cũ các bạn nhé. Khi mà về cái phần setup này thì ở single dough và double ấy, thì các bạn có thể setup ngay được ở đây, single double này, ấn trừ để giảm thời gian này, ấn cộng để tăng nhé các bạn nhé. Setup rất dễ và cảm ứng rất là nhạy. Ok, các bạn có thể nhìn thấy đây. Cảm ứng rất là nhạy. Sau khi set xong bạn chỉ cần back lại hoặc là ấn hold, mình có thể set up xong rồi này. Về cái phần màn hình này thì mình sẽ có thể set up được hai cái giao diện, một giao diện tối như thế này và một giao diện sáng. Các bạn sẽ vào của Display Team Line Mode này. Ok. Đó, đây là cái giao diện sáng này. Rất là thích hợp cho các bạn nào mà thích sáng và màu mè nhé. Lên Wick này, các bạn có thể setup được cái tiếng Ý này, tiếng Anh này, Tây Ban Nha này, tiếng Đức này. Ở đây thì mình đang để tiếng Anh nhé, date time này. Đấy, các bạn có thể setup là 24 giờ này, 12 giờ này, AM, PM này. Đây thì mình đã setup rồi, 17/1 ngày 28/3/2022. Máy này rất là hiện đại, giao diện nhìn rất là trẻ trung đúng không các bạn. Đây, khi mà cái show grinding time này, các bạn có thể là bật cái thời gian xay của một shot. Đây là mình tắt nhé, đây mình thử tắt được thử. Nó sẽ không hiển thị thời gian ở đây này, đúng không? Nhưng khi mình setup này, mình bật lên này, show real time này, nó hiển thị lên này, đúng không các bạn? Một cái vòng đỏ chạy vòng như này nhìn rất là hiện đại.